Đây là sản phẩm tảo biển nướng Pari Puri của công ty thực phẩm Hokkaido Hinode. Chắt lọc từ tảo biển thiên nhiên của Hokkaido, ướp với gia vị khô cá ngừ và nấm hương. Đặc biệt, không sử dụng chất phụ gia. Đây thực sự là một món ăn thượng hạng với hương vị đậm đà và rất tốt cho sức khỏe. Cái này là cái gì vậy Linh? Tảo biển á. Vậy hả? Lần đầu tiên mới thấy luôn á. Ở Việt Nam thì mình thường ăn rong biển chứ chưa ăn tảo biển bao giờ hết. Nhìn nó hay hay đẹp đẹp sao á, mà giống snack mình hay ăn á. Ừ, thử miếng xem. Ừ, thử ha. Trời ơi, giòn quá à. Giòn rụm luôn. Cái này á, mà mình tụ họp bạn bè lại xong rồi nhâm nhi một chút xíu á, đã lắm á. Ừ, tuyệt. Làm miếng nữa nè. Ừ, ngon quá. Ngon lắm mấy bạn. Ừ. Mọi người nhớ thử nha. Sản phẩm tảo biển nướng Pari Puri của công ty thực phẩm Hokkaido Hinode là một món snack thơm ngon và không gây hại cho sức khỏe. Sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm chất lượng cao Bắc Nhật Bản năm 2014.